Và sau khi bên em xuống khảo sát và tất cả mọi thứ xong thì các bác biết là vấn đề ở đâu ạ? Nó nằm tại dây, tại rắc, rồi tại dây loa, tất cả mọi thứ. Tức là những cái mà chủ đầu tư cứ tưởng rằng là nó không ảnh hưởng gì cả, nhưng nó lại quyết định rất lớn. Anh ấy cứ nghĩ rằng là ở loa xịn, súp xịn, âm ly tao cũng mua xịn rồi, mà tại sao nó vẫn cứ bị trục trặc như vậy? Chào mừng tất cả các bác đã đến với chương trình Kiến thức âm thanh căn bản của Vinh L7 sản xuất. Và nếu như nhắc đến Vinh L7 là một thương hiệu âm thanh cao cấp, một hệ thống âm thanh đẳng cấp cho gia đình mình hoặc cho công trình của mình, thì đừng ngần ngại hay gọi ngay cho hotline Vinh L7 để được tư vấn các bác nhé. Và chúng ta lại trở lại trong chương trình Kiến thức âm thanh căn bản để chúng ta cùng nhau chia sẻ những nội dung, toàn bộ những nội dung chương trình Kiến thức âm thanh căn bản của bên em sản xuất. Đó chính là toàn bộ quá trình kinh nghiệm sau khi bên em đi thi công triển khai công việc, và lúc đó chúng ta rút ra được kinh nghiệm, từ đó bên em chia sẻ đến cho tất cả các bác. Biết đâu đó trong tất cả các bác khi xem chương trình Kiến thức âm thanh căn bản của bên em này thì biết đâu đó mình lại sửa chữa lại trong cái không gian nhà mình, đúng không ạ, cho nó phù hợp hơn để cái bộ âm thanh của mình nó trở lên hay hơn và hấp dẫn hơn. Và trong số ngày hôm nay thì em muốn chia sẻ đến các bác một nội dung cực kỳ đơn giản nhưng mà nó lại gặp rất nhiều trong quá trình em đi làm việc. Đó chính là cái điều quyết định đến cái hệ thống âm thanh của bác có hay hay không và có bền hay không, đó chính là nằm ở nội dung này. Cái nội dung này là một nội dung cực kỳ đơn giản nhưng mà em thấy đa phần các bác gặp phải rất nhiều và khiến cho cái hệ thống âm thanh của bác cái tuổi thọ nó bị giảm rất là nhanh, đặc biệt là các công trình liên quan đến bar, pub hay là các quán karaoke. Đương nhiên rồi, cái nội dung này các bác cũng có thể áp dụng vào trong bộ âm thanh gia đình của chính mình. Và bây giờ chúng ta cùng nhau vào nội dung luôn các bác nhé. Trong thời gian vừa qua bên em đã có đi thi công cũng như setup rất nhiều và gặp rất nhiều các vấn đề. Điển hình như thời gian vừa qua bên em đã có đi fix lại một cái hệ thống mười mấy phòng hát mà của một anh ở Hải Phòng anh lắp. Và sau khi bên em vào xong thì bên em há hốc mồm, tức là sao hệ thống âm thanh của anh mà cách đây 7 năm trước mà anh đã lắp loa này rồi à? Anh lắp âm ly này rồi à? Tức là 7 năm trước anh ấy đã sử dụng những cái hệ thống loa rất là xịn, âm ly rất là xịn và subwoofer rất là xịn. Tức là một hệ thống âm thanh cực kỳ đẳng cấp. Tức là ở thời điểm đó bên anh ấy đã rất là chịu chi để sử dụng toàn bộ là cái hàng nhập khẩu châu Âu hết. Nhưng anh ấy nói rằng là đã có rất nhiều các đội đến đây và fix lại cho anh rồi nhưng anh vẫn chưa ưng. Và sau đó thì anh ấy đã liên hệ với Nghề 7 để xuống fix lại toàn bộ. Và sau khi bên em xuống khảo sát thì mới thấy rằng là hệ thống loa, súp và mọi thứ nói chung là rất là xịn. Nhưng tại sao hệ thống âm thanh cứ vài hôm lại cháy, vài hôm lại tậm tịt và âm thanh nó không được ổn định đó. Và sau khi bên em xuống khảo sát và tất cả mọi thứ xong thì các bác biết là vấn đề ở đâu ạ? Nó nằm tại dây, tại rắc, rồi tại dây loa, tất cả mọi thứ. Tức là những cái mà chủ đầu tư cứ tưởng rằng là nó không ảnh hưởng gì cả, nhưng nó lại quyết định rất lớn. Anh ấy cứ nghĩ rằng là ở loa xịn, súp xịn, âm ly tao cũng mua xịn rồi, mà tại sao nó vẫn cứ bị trục trặc như vậy? Và một cái phần mà rất nhỏ và dường như là không ai quan tâm cả, đó chính là dây tín hiệu và dây súp. Đó chính là toàn bộ hệ thống dây tín hiệu, dây kết nối nó gặp vấn đề. Em lấy một ví dụ này để cho các bác dễ hình dung, giống như là bộ chỉ huy, đúng không ạ? Và chỉ huy rằng là bây giờ ông phải chuyển tín hiệu là cái chữ A này sang bên kia tôi để ông ấy nhận được dữ liệu là A, đúng không ạ? Thì sau khi ông này ông viết được chữ A tròn chỉnh rồi thì trong quá trình di chuyển nó gặp rất là gập ghềnh, hoặc là cái người di chuyển đó nó không được làm tốt, thì vấn đề khi sang bên này thì cái chữ A đấy nó nhoe nhoét, nó không còn là đúng là chữ A nữa, thì cái bên nhận này thì người ta không thể hiện được tròn chỉnh là chữ A. Nó cũng giống như là cái dây tín hiệu đấy ạ. Cái dây tín hiệu mà không được làm chuẩn thì từ vang số, từ bàn DJ đưa xuống, đúng không ạ, thì nó bị mát, rồi nó bị hở, bị hiếc, thì nó bị sôi, bị nhiễu. Và khi đưa xuống đẩy công suất thì đẩy công suất không nhận được đủ cái dữ liệu đó, và cái dữ liệu đó nó bị tạp hay được gọi là bị bẩn đấy ạ. Thì lúc đó thì cái ông nhận tín hiệu đó thì ông cũng sẽ thể hiện ra là cái nội dung mà ông nhận được, đúng không ạ? Từ vang số chuyển xuống một nội dung, đó là một chữ B chẳng hạn, một chữ B rất là tròn trịa, rất là đẹp. Nhưng khi qua cái đường dây tín hiệu xuống đó ấy, thì cái đường dây tín hiệu mà người đấy không làm chuẩn và không làm ấy, thì nó dẫn tới là hai cái dây nó bị chạm vào nhau, bị mát vào nhau, hai cái dây tín hiệu nó không còn chuẩn nữa. Thì khi xuống rồi thì chữ B nó bị méo mó, đúng không ạ? Và khi từ đẩy công suất nhận được méo mó rồi thì nó thể hiện ra là chữ B méo mó, đúng không? Thì nó nằm ở cái phần dây tín hiệu đấu không chuẩn, ở dây tín hiệu đấu bị ba vía, hay là cái hệ thống dây loa và rắc nó không được chuẩn. Khi cái phần kết nối không chuẩn như vậy thì nó dẫn tới là tín hiệu bị sôi, tín hiệu bị méo, và đặc biệt là về lâu về dài nó sẽ bị chập và khiến cho cái hệ thống công suất cũng như là loa bị đoạn mạch. Đấy là một công trình mà bên em thực sự ấn tượng bởi vì cái đội ngũ kỹ thuật và triển khai trước đó cực kỳ tệ. Và đó là một trong rất nhiều công trình mà điển hình bên em gặp. Thiết bị thì rất là xịn nhưng mà cái hệ thống dây, hệ thống rắc nó cực kỳ tệ. Thậm chí bên em đi thi công một công trình thì ở trong cái phòng âm thanh đó, cái đội ngũ kỹ thuật đó chắc là hết dây loa lên, họ giật tạm cái dây led, cái dây led ở trong cái mô hình đó, và đấu vào hệ thống công suất và đưa lên hệ thống loa full đánh. Led các bác hình dung là nó bé như một sợi tăm vậy, và họ dẫn lên đánh hệ thống loa.
Thì như vậy thì làm sao mà đảm bảo được, đúng không bác? Thì cái việc đầu tiên đó chính là hệ thống dây và hệ thống rắc. Thứ nhất là cần phải đấu đúng chuẩn cực. Thứ hai là đấu phải thật là gọn gàng để tín hiệu mà đưa xuống từ vang số, đưa xuống hệ thống công suất thì nó phải đưa ra được tròn trịa. Các bác có thể biết là dây tín hiệu và dây loa thì nó có rất nhiều các sợi nhỏ, đúng không ạ? Đôi khi mà mình không tinh mắt, mình không làm kỹ thì đôi khi là chỉ là một cái sợi nhỏ nó chạm sang cái cực bên cạnh, đúng không ạ? Đương nhiên như vậy thì loa với súp thì nó vẫn chạy, đúng không ạ? Nhưng về lâu về dài thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều, và cái con đẩy đấy và con loa này nó không thể nào mà hoạt động tốt được. Nên cái phần dây và phần rắc bên em phải làm hết sức là cẩn thận, bởi vì bên em hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc mà dây rắc đấy nó vô cùng quan trọng. Nên sau clip này thì các bác lên mở hết cái phần new trick của các bác ra và mở hết cái phần rắc của các bác ra để các bác kiểm tra xem là họ đấu có đúng cực hay không. Có thể các bác không có chuyên môn thì các bác sẽ không biết được rằng là chân 1, chân 2, chân 3 thì phải đấu như nào. Nhưng các bác tóm lại các bác mở ra toàn bộ để các bác kiểm tra xem là giữa đấu chân 1, chân 2, chân 3 nó có bị ba via vào với nhau hay không, đúng không ạ? Hay là mở hết lại cái hệ thống new trick của mình để xem là 1 cộng 1 trừ, xem là để ý kỹ xem nó có bị ba via vào nhau hay không. Hay là như các bác đấu cọc đỏ đen ấy thì phải xem kiểm tra thật kỹ xem là nó có bị ba via ra vỏ của cái âm ly không. Thì khi chúng ta kiểm tra lại toàn bộ cái đó và tất cả cái đó đều đảm bảo thì cái hệ thống âm thanh của các bác nó không thể nào hỏng được. Thường một hệ thống âm thanh bị chập, bị cháy hay là bị sôi hay là bị một cái trục trặc nào đó thì thường nó không đến là từ âm ly, không đến từ loa mà nó nằm từ cái dây tín hiệu. Nó nằm từ cái dây tín hiệu đó. Có rất nhiều các bác gọi đến cho bên em bảo là ở một kênh A thì nó lên nhưng kênh B nó không lên thì sửa giúp anh cái con âm ly này. Và sau khi gửi con âm ly về thì bên em hỗ trợ thì bên em bảo về vẫn chạy bình thường. Và sau đó thì bên em đã tháo toàn bộ hệ thống dây rắc ra và kiểm tra thì lúc đó là cái dây giữa kênh 1 và kênh 2 đấy nó bị chạm vào nhau thì dẫn đến là nó bị chập. Thì chính cái bị chập như vậy thì cái con âm ly nó khá là xịn, nó ngắt luôn cái phần đấy, nó không cấp ra ngoài, đúng không ạ? Còn như với cái hệ thống âm ly bình thường khác thì chắc chắn nó sẽ bị chập luôn. Nên trong số này thì bên em muốn nói thật kỹ và thật rõ với các bác về cái tầm quan trọng của việc dây tín hiệu cũng như là rắc loa, toàn bộ mọi thứ nó cần phải được đấu một cách tỉ mỉ, nó đều phải được đấu một cách cẩn thận. Thì lúc đó cái tín hiệu từ vang số, từ đẩy, từ mic nó đưa xuống nó rất là thông nhau, và từ đẩy công suất nó đưa lên loa nó cũng thông nhau và nó không gặp vấn đề gì trong quá trình mà nó truyền tải tín hiệu cũng như là công suất ra loa, thì lúc đó nó chạy rất là ổn định và mượt mà. Rất nhiều các công trình bị cháy, bị chập hay là những vấn đề về âm ly lỗi hay loa lỗi nó đến từ dây rắc. Nó đến từ dây rắc chứ nó không đến từ cái việc mà chơi bị quá công suất, bị cháy hay như nào cả. Đa phần nó đến từ cái việc chập dây tín hiệu, chập dây loa thôi, chứ nó không đến từ âm ly hay đến từ loa. Nên cái phần này là phần rất là nhỏ, đa phần các chủ đầu tư thì lại không để ý lắm đến cái phần này. Nên khi bên em đặt mua các dây tín hiệu có sẵn, dây Canon nữa, thì bên em cũng đặt hàng là hàng cao cấp để cung cấp đến cho các bác. Hoặc thậm chí thời gian gần đây là 100% là anh em đều phải hàn bằng tay hết. Và khi hàn bằng tay thì bên em quán triệt là phải làm rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Từ những cái nhỏ mình cần phải làm thật tốt những cái đó, chứ không làm ẩu một cái dây rắc có vài chục nghìn thôi nhưng mà nó lại ảnh hưởng cả một hệ thống âm thanh vài trăm triệu. Lên clip này các bác cần phải lưu ý và xem lại toàn bộ hệ thống dây của mình. Còn nếu như mà các bác cảm thấy dây của mình không ổn thì hãy mạnh tay bỏ hẳn cái dây và bỏ hẳn cái rắc đi và đầu tư hẳn một cái dây rắc mới. Đa phần bên em về dây, về rắc bên em phải làm hết sức là cẩn thận. Nếu như các bác quan tâm đến hệ thống dây và rắc bất cứ một dây nào đó thì hãy liên hệ với N7 để bên em cung cấp đến cho tất cả các bác cái dây và tín hiệu đều là hàn bằng tay và làm chuẩn hết mọi thứ. Nên các bác có thể thấy rằng toàn bộ các công trình bên em thì bên em thường là sẽ ráp tủ âm ly ở nhà trước, ráp tủ âm ly ở công ty trước, thì lúc đó anh em có thời gian làm từ từ, cẩn thận, bình tĩnh và test kỹ, và khi đến đó thì cái tỷ lệ lỗi nó cực thấp, chứ bên em không đến công trình làm vội vội vàng vàng rồi mọi thứ không ra làm sao cả. Tổng kết lại clip này như sau: các bác nên lưu ý cái phần dây và phần rắc, kiểm tra lại hệ thống dây của rắc của mình và đấu nối nó thật là cẩn thận và làm thật kỹ lại giúp em, thậm chí cẩn thận hơn phải vuốt thiếc toàn bộ để cho nó đảm bảo rằng là nó không bị chập vào nhau và nó ảnh hưởng đến hệ thống âm thanh của chúng ta. Và hy vọng rằng clip này sẽ giúp ích cho các bác một điều gì đó. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết clip này. Nếu như cảm thấy clip này hay thì hãy cho em một like, một comment hoặc một share, được không ạ? Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết chương trình Kiến thức âm thanh căn bản. Và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các số tiếp theo của chương trình Kiến thức âm thanh căn bản do Vinh L7 sản xuất. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết clip. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các clip tiếp theo. Xin chào ạ.